Hello, chào các em, cô là cô Hoàng Xuân và cô là giáo viên chuyên luyện thi đại học môn tiếng Anh của trang web tuyển sinh 247.com Chào mừng các em đến với khóa S3 là khóa luyện đề thi thủ tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học môn tiếng Anh Khóa S3, khóa luyện đề là khóa học thứ hai nằm trong lộ trình săn từ uprear nó có nghĩa là gì các em biết không nó có nghĩa là vươn lên à, hay nói cách khác là nó mang một cái ý nghĩa là giúp cho chúng ta bước sang một cái giai đoạn mới cao hơn um, mỗi một khóa trong lộ trình săn thì lại mang một cái ý nghĩa nhất định nếu như khóa S2 khóa luyện thi giúp cho chúng ta xây dựng một cái nền tảng vững chắc thì khóa S3 khóa luyện đề lại có những cái mục tiêu riêng của nó nhiệm vụ thứ nhất của khóa S3 đó là giúp cho chúng ta có thể làm quen với thời gian làm bài và áp lực của thi thật chúng ta nhớ rằng là mỗi một đề chúng ta chỉ được phép làm trong vòng 60 phút và khi mà chúng ta đã làm đề rồi khi chúng ta đã bắt tay làm đề rồi thì chúng ta không nên sử dụng từ điển chúng ta chúng ta không nên tra từ điển và chúng ta cũng không nên vừa làm đề vừa mở vở để dòng lại kiến thức Đấy, chúng ta sẽ phải tự có ý thức kỷ luật với bản thân mình chúng ta làm đề liên tục trong vòng 60 phút không ngừng nghỉ Đấy, không tra từ điển không mở vở sau khi chúng ta đã làm đề xong rồi thì chúng ta sẽ xem video cô chữa và chúng ta sẽ ghi chép lại những kiến thức mà chúng ta chưa nắm chắc được. Và lúc đó thì chúng ta cũng có thể mở vở ra, chúng ta ôn lại những cái kiến thức mà chúng ta chưa nắm chắc hoặc lúc đó chúng ta cũng có thể mở từ điển ra để chúng ta tra những cái từ mà chúng ta chưa biết. Tiếp, đề thi của cô thì sẽ được soạn bám sát với cả những cái đề thi thật những năm gần đây chính vì vậy cho nên là kiến thức được kiểm tra sẽ rất là tổng quát và sẽ bao gồm cả câu khó câu dễ à, và chính vì thế cho nên là cũng sẽ cái việc làm đề thì sẽ giúp cho chúng ta rèn luyện xử lý các dạng bài ở các mức độ khác nhau đó cũng chính là mục tiêu thứ hai của khóa s 3 khóa luyện đề sau khi mà chúng ta đã làm đề và chúng ta đã xem video cô chữa rồi ấy thì lúc đó chúng ta đã xác định được điểm số hiện tại của chúng ta rồi đúng không? Và ngoài ra chúng ta cũng xác định được cái điểm mạnh, điểm yếu trong cái kiến thức hiện có của chúng ta. Đó thì khi mà chúng ta đã phát định, khi mà chúng ta đã xác định xem chúng ta yếu chỗ nào, chúng ta mạnh chỗ nào rồi thì từ đó chúng ta có thể xây dựng kế hoạch ôn tập hiệu quả các bạn nhớ đây là cái mục tiêu thứ ba và thứ tư của khóa S3 đó thì khi mà chúng ta xác định được chúng ta yếu ở cái phần kiến thức nào đó đúng không thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ ví dụ như là chúng ta biết được rằng là chúng ta hay bị sai ở cái câu gọi là uh, sự kết hợp từ Ví dụ là như vậy, chúng ta hay bị sai, đúng không? Chúng ta làm đề và chúng ta thấy rằng chúng ta hay bị sai ở cái phần sự kết hợp từ thì lúc đó chúng ta sẽ phải lên kế hoạch ôn tập như thế nào? Chúng ta có thể quay lại khóa S2 để chúng ta ôn lại hoặc là chúng ta có thể sang khóa S4, khóa tổng khóa tổng ôn đó, để chúng ta ôn chỉ nguyên cái phần kiến thức mà chúng ta còn yếu đó thôi Thì cái việc mà chúng ta vừa kết hợp luyện đề Chúng ta vừa kết hợp ôn tập cái phần kiến thức mà chúng ta còn yếu đó Ở trong khóa S2 hoặc là khóa S4 Thì nó sẽ làm cho cái kiến thức của chúng ta nó trở nên chắc chắn hơn Và nó có hệ thống hơn đó Và khi mà chúng ta làm đề kế tiếp đúng không Sau khi chúng ta đã ôn tập xong rồi Chúng ta làm đề kế tiếp Thì rõ ràng cái điểm số của chúng ta lúc đó nó sẽ cải thiện nhanh hơn Đúng không nào? về phần nội dung thì khóa S3 bao gồm có 25 đề thi thử và số lượng đề thi thử có có thể sẽ tăng lên trong trường hợp mà bộ giáo dục đào tạo ra thêm đề minh họa uhm, đề thì bám sát xu hướng ra đề của những năm gần đây và bao gồm các dạng bài của đề thi thật về độ khó thì đề thi đề thi thử của cô có thể là sẽ khó hơn hoặc tương đương với đề thi thật nếu đề nào khó hơn thì cô sẽ nói khó hơn và đề nào tương đương thì cô sẽ nói là tương đương để chúng ta biết được nhé và cuối cùng thì các cái chủ điểm được các chủ điểm kiến thức mà được kiểm tra được ra ở trong đề thì sẽ hết sức là đa dạng và điều này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể ôn tập củng cố được kiến thức nói chung à, và ngoài ra thì giúp cho chúng ta có thể soi lại được xem xem à, mình chắc cái gì mình chưa chắc cái gì từ đó thì mình có thể đề ra được một cái kế hoạch ôn tập hiệu quả cuối cùng mà cô muốn lưu ý với tất cả các em đó là khóa S3 khóa luyện đề rất quan trọng tuy nhiên nó cũng chỉ là một mắt xích nằm trong lộ trình săn Uh, luyện đề là một điều tất yếu chúng ta cần phải làm. Thế tuy nhiên thì luyện đề không phải là tất cả. Chúng ta cần phải có kiến thức nền tảng. Bởi vì có kiến thức nền tảng thì chúng ta luyện đề sẽ chắc chắn và tự tin hơn. Thế tuy nhiên trong trường hợp mà chúng ta ôn thi một cách cấp tốc trong một thời gian ngắn, có rất nhiều bạn biết đến cô đúng không? Và các bạn ấy không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn lại có khoảng ba bốn tháng để các bạn luyện thi thôi. Thì trong trường hợp mà chúng ta cần phải ôn thi một cách cấp tốc uh, trong một thời gian ngắn như vậy thì chúng ta hãy kết hợp Ôn cả khóa S3 và cả khóa S4 Tức là chúng ta phải vừa kết hợp Khóa luyện đề và khóa tổng ôn Hai khóa này sẽ bổ trợ kiến thức cho nhau rất là tốt Cô lấy ví dụ như khi mà chúng ta làm đề Mà chúng ta bị yếu cái phần kiến thức nào đó Đúng không nào Đấy, Thì chúng ta hãy nhanh chóng chúng ta sang khóa S4 Để chúng ta ôn nhanh cái phần kiến thức đó Đó, thì lúc đó thì Khi mà chúng ta quay lại chúng ta làm đề Chúng ta sẽ cảm thấy làm đề tự tin hơn Và chắc chắn hơn rất là nhiều Ok, that's it Have a great time learning English Goodbye.